Em đi đậu. Không nghe mình nói luôn. À, Di Di có cách rồi. Bà cho con mua ô tô đồ chơi nhá. Có 10.000 làm sao mà đủ. Đây, để bà cho con thêm tiền. Con mua hãn ô tô điều khiển từ xa nhá. Con xin. Ô nhiễm, mời ông hút nhựa không phân hủy. Con uống nước mà cũng không xong là sao? Đi lấy cái ống hút cắm vào mà uống đi. Con không dùng ống hút nhựa đâu. Tại sao lại cái mẹ thế nhở? Giờ này còn ai dùng ống hút nhựa nữa. Phải như Milo nhí đây này. Để hết ống hút nhựa thành ống hút giấy để bảo vệ môi trường đấy. Đây, con uống đi. Bà mua cho con đây. Yes. Yes. Uống sữa xong có cái vỏ hộp không vứt đi. Lại bày bừa ra đây là sao? Con không vứt vỏ hộp đâu. Không vứt vỏ hộp. Con muốn mẹ tét vào mông không hả? Ai chứ đánh cháu tôi hả? Bà cháu tôi giữ lại vỏ hộp và ống hút để làm dàn siêu xe này đây. Đúng rồi, bà yêu cháu nhất. Tôi đã ăn trao gà rồi uống Milo bừa xanh. Nên bây giờ tôi thấy rất sẵn sàng. Yes. Có trí, kỹ năng. Cố lên con gái.